xin chào mừng các bạn đã đến với kênh Trường học PowerPoint. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế một mẫu trình chiếu trong phần mềm PowerPoint. Các bạn sẽ xóa cái nội dung này đi. Các bạn chuột phải cho mình chọn Format Background. Các bạn chọn cho mình trong phần Solid Fill, chọn cho mình cái màu nền. Tiếp tục là các bạn vào thẻ Insert, các bạn click chọn cho mình trong phần Shape. Các bạn chọn cho mình hình này nhé. Chúng ta sẽ vẽ một hình như này. Sau khi xong thì các bạn sẽ ấn Ctrl C, Ctrl V, chúng ta sẽ copy ra hình thứ hai, chúng ta sẽ thu gọn cái đối tượng này lên bên trên. Các bạn sẽ đưa vào bên trong này. Và tiếp tục là các bạn sẽ kéo dài đối tượng này ra một chút cho mình. Sau đó các bạn sẽ chuột phải, các bạn click chọn vào phần là Send to Back để đưa đối tượng này xuống bên dưới. Tiếp tục các bạn ấn cho mình Ctrl C, Ctrl V, các bạn copy cho hình mình một hình như này. Các bạn sẽ kéo rộng ra một chút. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành cắt đối tượng bằng cách là các bạn vào các bạn Ctrl C, Ctrl V, copy cho mình và phóng to đối tượng này ra cho mình. Chúng ta sẽ chọn đối tượng bên dưới, giữ phím Ctrl và phần Format, Merge Shape, các bạn chọn cho mình là Subtract. Chúng ta sẽ cắt được một hình như này. Sau đó thì các bạn sẽ quét chọn cho mình cái đối tượng bên trên và đối tượng này. Các bạn vào phần Shape Fill và phần More Fill Color. Các bạn chọn cho mình màu sắc cho đối tượng này. Chúng ta bỏ đường viền của đối tượng đi. Với đối tượng này thì các bạn sẽ đổ về màu trắng cho mình. Tương tự như vậy là đường viền, chúng ta cũng sẽ bỏ đường viền đi. Các bạn vào phần Shape Effect, chúng ta chọn trong phần Shadow, tạo ra một cái điểm bóng mờ cho đối tượng này. Các bạn vào thẻ Insert, click chọn cho mình là Textbox. Chúng ta sẽ viết số 1 vào đây. Các bạn sẽ phóng to số 1 này ra. Chúng ta sẽ thay đổi phông chữ cho cái đối tượng này. Các bạn đổ màu cho chữ là màu hồng. Chúng ta sẽ chuột phải đưa đối tượng này là Send to Back, đưa số 1 này xuống bên dưới. Tiếp tục phóng to số 1 này ra. Tiếp theo là chúng ta sẽ tạo ra một đoạn văn bản. Các bạn vào phần là tạo cho mình một đoạn văn bản giả nhé. Sau khi tạo xong các bạn copy cho mình. Chúng ta ấn Ctrl V. Chúng ta sẽ đưa đoạn văn bản vào đây. Chúng ta sẽ copy cái tiêu đề này. Các bạn ấn Ctrl V cho mình. Sau đó các bạn sẽ trong phần thẻ Home, các bạn click chọn cho mình là chuyển thành chữ in hoa, phóng to lên và chuyển về thành màu trắng. Chúng ta sẽ đưa đối tượng này vào đây. Sau đó các bạn quét chọn cho qua toàn bộ tất cả các đối tượng này. Chúng ta sẽ chọn được toàn bộ, các bạn ấn Ctrl G cho mình. Và chúng ta sẽ thu nhỏ đối tượng này lại một chút. Đồng thời các bạn sẽ thu nhỏ kích thước của chữ. Chúng ta tiếp tục ấn Ctrl C, Ctrl V để copy thành đối tượng thứ hai. Ra đối tượng thứ ba. Và ra đối tượng thứ tư. Tiếp tục là chúng ta sẽ thay đổi số cho các đối tượng này. Các bạn vào đổ màu lại cho mình. Với hình tiếp theo thì chúng ta sẽ đổ màu thành màu cam. Số chúng ta cũng sẽ đổi thành màu cam. Số 3 các bạn sẽ chuyển về màu xanh ngọc cho mình. Text Fill đổi cho mình màu sắc chữ.
Tiếp tục là các bạn sẽ vào phần Google. Trong phần Pixel này các bạn search cho mình là Business. Chúng ta sẽ copy 4 cái hình ảnh. Trong web này cung cấp những cái hình ảnh free nên là chúng ta download hoàn toàn miễn phí. Chúng ta sẽ copy 4 cái hình ảnh để sử dụng để làm cho slide. Sau khi download xong thì chúng ta sẽ vào phần hiển thị trong thư mục. Các bạn sẽ copy cả 4 đối tượng này, chúng ta sẽ chuyển ra ngoài desktop để cho dễ thực hành. Chúng ta Ctrl V ra, chúng ta sẽ có 4 hình ảnh. Tiếp tục là các bạn sẽ quay vào slide, các bạn click vào cái hình màu trắng này cho mình nhé. Chúng ta chuột phải, chọn phần là Format Shape. Các bạn click chọn cho mình phần Picture, ấn Insert để chúng ta chèn ảnh vào. From a file, các bạn chọn cho mình một bức ảnh ở ngoài desktop mà chúng ta vừa tải về. Tương tự sang hình ảnh số 2, chúng ta cũng sẽ vào Picture, chọn Insert. Chúng ta sẽ chọn 4 bức ảnh mà chúng ta vừa tải về. Tiếp theo là các bạn vào thẻ Insert, các bạn click chọn cho mình trong phần Shape. Chúng ta sẽ vẽ một cái đường kẻ như này. Tiếp tục bấm Ctrl C, Ctrl V, chúng ta sẽ có hai đường kẻ. Chúng ta sẽ giữ phím Ctrl để chọn cả hai đối tượng này các bạn nhé. Các bạn vào phần Shape Outline, các bạn chọn cho mình là đường thành đường chấm kẻ nhé. Đường chấm chấm như này. Chúng ta sẽ đổi màu cho đối tượng này. Tiếp tục là các bạn chọn cả hai cái hình này cho mình. Các bạn ấn Ctrl C, Ctrl V. Chúng ta sẽ ấn Ctrl, chúng ta sẽ đưa cái đối tượng này xuống bên dưới này để nó có một cái điểm kết nối. Tiếp tục là chúng ta sẽ copy thêm một đối tượng nữa. Các bạn sẽ lật đối tượng này lại cho mình. Tiếp tục là vào thẻ Insert, các bạn click chọn trong phần Shape, chúng ta sẽ vẽ ra những cái điểm tròn nối cho các đối tượng này. Các bạn cho mình vào phần là No Fill và vòng tròn của nó, chúng ta cũng sẽ chọn một cái tình hình vòng tròn màu mờ như này. Các bạn đổ lại màu cho mình nhé, chọn một cái màu tối hơn một chút, bỏ đường viền và chúng ta sẽ có một hình bóng đổ xuống bên dưới. Là chúng ta sẽ Ctrl C, Ctrl V đặt vào đây. Các bạn vào phần Insert, click chọn cho mình phần Icon. Chúng ta sẽ kéo xuống chọn phần Business. Chúng ta sẽ chọn các biểu tượng này. Sau khi xong thì chúng ta sẽ thu nhỏ lại một chút và đặt nó vào trong các biểu tượng vào đây. Chúng ta giữ phím Ctrl để chọn cả ba đối tượng này các bạn nhé. Các bạn vào phần Graphic Fill, chúng ta ấn vào phần là màu trắng. Sau đó chúng ta sẽ đổ một cái hình bóng cho cái đối tượng mà icon mà chúng ta vừa chèn vào. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng xem lại sản phẩm mà chúng ta đã cùng nhau thực hành. Các bạn ấn vào phần là F5 để chúng ta xem lại sản phẩm. Và như vậy là trong video này mình hướng dẫn các bạn cách thực hành một cái mẫu slide trình chiếu trong phần mềm PowerPoint. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy like và subscribe để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.